Chào con, ở dạng 1 thì thầy cho chúng ta đã áp dụng talet đảo. Và sang dạng 2 này, chúng ta sẽ sử dụng cái hệ quả của định lý talet để tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh các hệ thức và các đoạn thẳng. Nào, thầy cho chúng ta cũng nhắc lại cái hệ quả nhá Hệ quả định lý talet nói như sau. nếu một đường thẳng, song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh thì nó tạo ra không chỉ dừng ở các cặp cạnh tỷ lệ mà nó tạo ra một tam giác mới có ba cạnh tỷ lệ với độ dài của tam giác ban đầu được chưa và phương pháp giải của dạng này như sau bước một các con chỉ cho thầy bước một là xác định đoạn song song có palette thì phải có song song được chưa phải xác định song song trước sau đó chúng ta mới xác định vị trí cái đoạn thẳng cần tính tỷ lệ xem nó nằm ở chỗ nào tỷ lệ ra sao tiếp theo bước 2 là sử dụng định lý Thales đảo để thiết lập tỷ lệ và tính độ dài đoạn thẳng của mình nhớ thầy nhá bước 1 tìm song song sau đó xác định xem mình cần chứng minh cần tính cái đoạn tỷ lệ nào và sau đó áp dụng tài lẽ đảo vào để xử lý. Các con, chúng ta sẽ sang ví dụ đầu tiên, ví dụ 1. Cho một tam giác nhọn, có nghĩa là tam giác này. Các con phải vẽ cho thầy có 3 góc nhọn. Cho tam giác nhọn có cạnh AB nhỏ hơn AC. Các con vẽ vào cho vỏ cho thầy một tam giác ABC. Có cạnh AB nhỏ hơn cạnh AC. Thầy lấy một điểm D trên cạnh AB sao cho AD bằng trên AB bằng 3 phần tư. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thầy sẽ chia cái đoạn AB thành 4 phần và AD lấy một phần. Trong vở các con cũng vẽ như vậy. Các con vẽ cái đoạn điểm D thì con đo AB sau đó chia cho 4 thì AD sẽ lấy 3 phần Đấy chưa Thầy vẽ điểm D Sau cho qua D thầy vẽ đường thẳng song song với BC Đường thẳng song song BC này Sẽ cắt cái cạnh AC tại điểm E Ý đầu tiên Chúng ta sẽ tính cái tỷ số DE E trên BC Tiếp theo Và thầy câu B Thầy cho BC bằng 8. Tính cho thầy AD. Có BC này, có AD và tính cho thầy DE. Tính cho thầy BD và tính cho thầy cả cạnh AB nữa. Nào, các con, chúng ta sẽ bắt đầu vào bài toán này luôn. Mình cần cái gì? Câu A Chúng ta cần cái tỷ lệ DE Chia cho BC DE Chia cho BC Mình có song song chưa Cái còn Đề bài đã cho DE song song với BC Vậy thì cho chúng ta sẽ áp dụng được định lý Talet đây rồi đúng không thầy sẽ xét cái tam giác abc thầy xét tam giác abc có cái điểm d nằm trên cạnh ab điểm e nằm trên cạnh AC và giả thiết cho BC song song với DE. Giả thiết. Từ điều này, thầy sẽ suy ra cái gì? Bài này thầy không dùng Talet mà thầy dùng cái mạnh hơn đó là hệ quả của Talet. Một đường thẳng song song với hai cạnh của tam giác, à, song song một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại, nó tạo ra một tam giác mới có ba cạnh tỷ lệ với tam giác đã cho Có nghĩa là thầy có một tam giác mới Đó là tam giác A, B, A, D, E A, D, e. Sẽ có ba cạnh tương ứng Tương ứng tỷ lệ với ba cạnh của tam giác A, B, C Vậy các con ba cạnh thường nhé nhá Thầy sẽ có bộ tỷ lệ sau Đó Là AD Chia cho AB bằng AE chia cho AC bằng DE chia cho BC đấy đây không phải định lý talet nữa mà hệ quả của định lý talet hệ quả của tôi viết tắt thôi tôi bỏ chữ gì thì viết luôn chữ talet rồi Mình có cái gì Mình cần cái gì Mình cần cái này Mình có cái này Mà cái tỷ số AD Chia cho AB Của mình bằng 3 phần 4 Thì tôi sẽ suy được ra DE Chia cho BC Cũng bằng 3 phần 4 Vậy câu A đã được giải quyết xong Câu B, bài toán cho thêm các sự kiện về độ dài. Đó là cạnh BC bằng 8, cạnh AD bằng 6. Nó bắt tính đoạn thẳng DE và BD. Câu B, chúng ta phải tính DE, chúng ta phải tính BD, chúng ta phải tính AB. Mình có cái gì rồi? Có BC, Thế sẽ gắn vào cái tỷ số này Chúng ta có BC Rồi Chúng ta có À Có BC trên D Bằng 3 phần 4 Vậy thầy sẽ tính được DE Có cái tỷ số DE chia cho BC Bằng 3 chia 4 Vừa thầy mới chứng minh được xong thì thay số rồi nhá. Vậy suy ra thì có được là DE chia cho BC là 8 bằng 3 chia 4. Vậy thầy có thể dùng cách nhân chéo tích chéo nhưng các con nhầm được ngay đúng không? 6 chia 8 bằng 3 chia 4. Vậy DE của mình bằng 6 cm. Thầy giải quyết được đề tiếp Chúng ta cần tính cái BD Trong cái tỷ lệ này không có BD Chưa tính được Chúng ta cần tính AB AB có chưa Đây AB và AD Mình có đề bài cho bằng 3 phần 4 Thầy cũng có cái tỷ lệ AD Chia cho AB bằng 3 phần 4 Rồi Mình có AD Thay số vào Thì suy ra thì có AD bằng 6 Chia cho AB Bằng 3 phần 4 Rồi giống hệt cái kia Vậy Cái AB của mình sẽ phải bằng 8 cm 6 mà Bây giờ chúng ta còn một cái cần tính nữa Đó là cạnh BD Nhưng mình chưa biết được Mình chưa có cái tỷ lệ nào liên quan đến BD cả Đúng không? Vậy thế cho chúng ta không thể dùng tỷ lệ để tính được Thì các con nhìn nhá Thì có cái BD thì bằng cái cạnh AB trừ đi cạnh AD AB mình vừa tính được rồi bằng 8 cm. AD có chưa? AD có chưa? AD đề bài cho bằng 6 cm. Vậy BD thì tính ra được, được bằng 2 cm. Đó, vậy là chúng ta đã tính được cả DE, BD và B. Xong ví dụ 1 rồi, nhưng qua ví dụ 1 này các con phải nhớ cho thầy rằng. Định vết talet lết, hệ quả của nó rộng hơn nó phát triển ra nó không chỉ có các cặp tỷ lệ mà nó có cả một tam giác có ba cạnh tỷ lệ với ba cạnh của tam giác ban đầu được chưa đây là một cái rất hay và chú ý các con phải nhớ để học tiếp bài sau nào kết thúc ví dụ một rồi thầy cho chúng ta tiếp tục sang ví dụ thứ hai Xin chào tất cả các em học sinh thân yêu của cô giáo Diệu Thu ngày hôm nay cô hướng dẫn cho chúng mình có thể viết đoạn văn trong một văn bản thuyết minh nhá Vậy thì trước khi đến tìm hiểu nội dung chính của bài học ngày hôm nay, cô chào mình cùng sang phần một lớn, đoạn văn trong văn bản thuyết minh. Cô có ngữ liệu bài tập số 1 như sau. Bài tập số 1, nhận dạng các đoạn văn thuyết minh. Chúng ta đã biết đoạn văn chính là một bộ phận của bài văn và chúng ta muốn viết tốt đoạn văn là điều kiện để chúng ta có thể viết tốt một bài văn và đoạn văn thì thường gồm hai câu trở lên và nó được sắp xếp với nhau theo trình tự nhất định. À, đọc các đoạn văn thuyết minh sau và chúng ta hãy nêu cách sắp xếp các câu trong đoạn văn. thì sắp xếp các câu trong đoạn văn thông thường có những câu như câu chủ đề, từ ngữ chủ đề và các câu giải thích bổ sung. lưu ý cho cô như sau ý a nhỏ. chúng mình cùng đọc lên nhá. thế giới đang đứng trước nguy cơ thiếu nước sạch nghiêm trọng nước ngọt chỉ chiếm 3% trong tổng sổng lượng trong tổng lượng nước trên trái đất. Lượng nước ít ở ấy đang ngày bị ô nhiễm bởi các chất thải công nghiệp. Ở các nước thứ ba, hơn 1 tỷ người dân phải uống nước bị ô nhiễm. Đến năm 2025, 2 phần 3 dân số thế giới sẽ thiếu nước. Theo học trò, thì chúng ta thấy rằng đây rõ ràng là một đoạn văn thuyết minh. Đó, vậy thì rõ ràng cái đoạn A ấy, Chúng ta thấy ngay câu chủ đề chính là câu số 1. Và câu số 2 có vai trò cung cấp thông tin về lượng nước ngọt ít ỏi. Câu 3 thì cho biết lượng nước bị ô nhiễm. Câu số 4 thì nêu sự thiếu nước ở các nước thứ ba và câu số 5 thì nêu dự báo đến năm 2025 thì 2/3 dân số thế giới bị thiếu nước. Như vậy toàn bộ từ câu 2 đến câu số 5 thì làm rõ và bổ sung ý nghĩa cho câu chủ đề số 1. Được không nào? Vậy thì từ đây chúng ta nhận xét luôn là các câu sau bổ sung thông tin làm rõ ý câu chủ đề và câu nào chúng ta thấy rằng nó cũng đề cập và nói đến nước được không nào? Chúng mình cùng sang câu B nhé. Ở câu B như sau này. Phạm Văn Đồng sinh năm 1906 và mất năm 2000. Ông là nhà cách mạng nổi tiếng và nhà văn hóa lớn quê ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông tham gia cách mạng từ năm 1925 và đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Từng là Thủ tướng Chính phủ trên 30 năm, ông là trò và người cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như vậy, ở đây trích trong ngữ văn lớp 7 tập 2. Ở đây chúng mình cùng trả lời cho cô như sau. Đoạn trên là đoạn thuyết minh, câu chủ đề thì không có. Các từ ngữ chủ đề như sau, đó là Phạm Văn Đầm. Các câu tiếp theo cung cấp thông tin về cố thủ tướng Phạm Văn Đồng theo lối liệt kê các hoạt động đã làm, được không nào? Chúng mình cùng sang bài tập số 2 nhé. Ở bài tập số 2 chúng ta cùng đọc đoạn văn sau, nêu nhược điểm của mỗi đoạn và cách sửa chữa. Chúng ta cùng đọc ý A này. Bút bi khắc bút mực là do nó có hòn bi nhỏ ở đầu người bút. Khi viết hòn bi lăn làm cho mực trong ống nhựa chảy ra ghi thành chữ ngoài ống nhựa của vỏ bút bi, đầu bút bi có nắp đậy, có thể móc vào túi áo. Loại bút bi không có nắp đậy thì có lò xo so và nút bấm. Khi viết thì ấn cán bút cho ngòi bút trôi ra. Khi thôi viết thì ấn nút cho ngòi bút thụt vào. Như vậy chúng ta có thể trả lời như sau ở đoạn văn A, đó là đoạn văn thuyết minh về chiếc bút bi. Bộ phận bên ngoài vỏ bút thường làm bằng nhựa màu hoặc là nhựa trong suốt và trên vỏ bút có ghi tên hãng sản xuất. Đầu vỏ bút thì thường có nắp đậy và chúng ta có thể móc vào túi áo. Không có nắp đậy thì có lò xo so và nút bấm. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng có thể gì ạ? Sắp xếp nó đúng không ạ? Theo cái trật tự nhất định. Và ruột bút bi là bộ phận quan trọng nhất là một ống nhựa nhỏ trong đó có bơm sẵn mực. Đầu ruột bi là ngòi bút, ngòi bút là bằng kim loại trong đầu có gắn một viên bi nhỏ xíu. À, đúng không ạ? Chúng mình cùng sang một đoạn văn nữa là đoạn văn là B nhé. Nhà em có chiếc đèn bàn, đèn bàn có một ống thép không dỉ thẳng đứng, trên gắn một cái đuôi đèn, trên đó lắp một bóng đèn 25 W. Dưới ống thép là đế đèn được làm bằng một khối thủy tinh vững chắc. Trên bóng đèn có trao đèn làm bằng vải lụa, có khung sắt ở trong và có vòng thép gắn vào bóng đèn, ống thép rỗng, dây điện lồng vào trong đó, trên đế đèn có công tắc để bật đèn hoặc tắt đèn rất tiện lợi. Đây là một trong những bài làm mẫu của học sinh đấy. Chúng ta lưu ý ở đây mình có thể trả lời như sau. Đoạn văn thuyết minh về chiếc đèn bàn và đế đúng không ạ? Và ở đây thì đã đưa ra một số những bộ phận của chiếc đèn bàn như là đế bàn này hay là thân đèn là một ống thép bên trong ruột rỗng đúng không ạ? Có lồng dây điện, bóng đèn, đuôi đèn, trao đèn. Đó và từ đây chúng mình có thể rút ra một số những phần lưu ý à, trọng tâm mà và cần như, lưu ý như sau này khi viết bài văn thuyết minh thì chúng mình cần phải xác định các ý lớn và mỗi một ý lớn thì chúng mình viết thành một đoạn văn cho cô giáo thị thu nhé thứ hai là chúng ta khi viết đoạn văn thì chúng ta cần phải trình bày rõ ý chủ đề của đoạn văn và tránh lẫn ý của các đoạn văn khác Ý nữa là các ý trong đoạn văn này chúng mình cần phải sắp xếp theo trình tự cấu tạo sự vật, trình tự nhận thức từ tổng thể đến bộ phận, từ ngoài vào trong, từ xa đến gần, trình tự diễn biến sự việc trong thời gian trước sau hay trong trong tiểu tự chính phụ, cái chính nói trước, cái phụ nói sau nhé. Cô tin rằng là với phần gợi ý của cô trong quá trình chúng ta trình bày và viết một đoạn văn thì hoàn toàn các bạn học sinh có thể làm tốt phần luyện tập đúng không nào? Toàn bộ gợi ý đáp án phần luyện tập cô đã có trong file đính kèm dưới video clip này. Các bạn học sinh hãy tự làm bài tập, sau đó mở đáp án ra để tham khảo nhé. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã chú ý lắng nghe theo dõi video clip này. Cô giáo Thiện Thu và Tô Ly Ha hẹn gặp lại tất cả các em trong những video clip bài giảng gần nhất. Xin chào! Chào con! Ở dạng 1 thì thầy cho chúng ta đã áp dụng talent nào? và sang dạng hai này chúng ta sẽ sử dụng cái hệ quả của định lý talet để tính độ dài đoạn thẳng chứng minh các hệ thức và các đoạn thẳng nào thì cho chúng ta cũng nhắc lại cái hệ quả nhé hệ quả định lý talet nói như sau nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh thì nó tạo ra không chỉ dừng ở các cặp tỷ lệ mà nó tạo ra một tam giác mới có ba cạnh tỷ lệ với độ dài của tam giác ban đầu được chưa và phương pháp giải của dạng này như sau bước 1 các con chỉ cho thầy bước 1 là xác định đoạn song song có palet thì phải có song song được chưa phải xác định song song trước sau đó chúng ta mới xác định vị trí cái đoạn thẳng cần tính tỷ lệ. Xem nó nằm ở chỗ nào, tỷ lệ ra sao. Tiếp theo, bước 2 là sử dụng định lý tê đảo để thiết lập tỷ lệ và tính độ dài đoạn thẳng của mình. Nhớ thầy nha, bước 1, tìm song song. Sau đó, xác định xem mình cần chứng minh, cần tính cái đoạn tỷ lệ nào. Và sau đó áp dụng tài lệ đảo vào để xử lý. Các con, chúng ta sẽ sang ví dụ đầu tiên, ví dụ 1 Cho một tam giác nhọn, có nghĩa là tam giác này, các con phải vẽ cho thầy có ba góc nhọn. Cho tam giác nhọn có cạnh AB nhỏ hơn AC. Các con vẽ vào cho vở cho thầy một tam giác ABC có cạnh AB nhỏ hơn cạnh AC. Thầy lấy một điểm D trên cạnh AB sao cho AD bằng trên AB bằng 3 phần 4. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thầy sẽ chia cái đoạn AB thành 4 phần và AD lấy 1 phần. Trong vở các con cũng vẽ như vậy. Các con vẽ cái đoạn điểm D thì con đo AB sau đó chia cho 4 thì AD sẽ lấy 3 phần. Đấy chưa? Thầy vẽ điểm D, sau cho qua D thầy vẽ đường thẳng song song với BC. Đường thẳng song song BC này sẽ cắt cái cạnh AC tại điểm E. Ý đầu tiên, chúng ta sẽ tính cái tỷ số D E trên BC. Tiếp theo và thầy câu B thầy cho BC bằng 8. Tính cho thầy AD. Có BC này, có AD và tính cho thầy DE. Tính cho thầy BD và tính cho thầy cả cạnh AB nữa. Nào, các con, chúng ta sẽ bắt đầu vào bài toán này luôn. Mình cần cái gì? câu a chúng ta cần cái tỷ lệ de chia cho bc de chia cho bc mình có song song chưa cái còn đề bài đã cho de song song với bc vậy thì cho chúng ta sẽ áp dụng được định ý Talet ở đây rồi đúng không thầy sẽ xét cái tam giác abc thầy xét tam giác abc có cái điểm d nằm trên cạnh ab điểm e nằm trên cạnh ac và giả thiết cho bc song song với DE. Giả thiết. Từ điều này, thầy sẽ suy ra cái gì? Bài này thầy không dùng talet mà thầy dùng cái mạnh hơn đó là hệ quả của talet. Một đường thẳng song song với hai cạnh của tam giác, à, song song một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại, nó tạo ra một tam giác mới có ba cạnh tỷ lệ với tam giác đã cho Có nghĩa là thầy có một tam giác mới Đó là tam giác A, B, A, D, E A, D, e. Sẽ có ba cạnh tương ứng Tương ứng tỷ lệ với ba cạnh của tam giác A, B, C Vậy các con ba cạnh tương nhé Thầy sẽ có bộ tỷ lệ sau Đó Là AD Chia cho AB bằng AE chia cho AC bằng DE chia cho BC. Đấy, đây không phải định lý talet nữa mà hệ quả của định lý talet Hệ quả của thầy viết tắt thôi tôi bỏ chữ đấy thì viết luôn chữ tả rồi Mình có cái gì Mình cần cái gì Mình cần cái này Mình có cái này Mà cái tỷ số AD Chia cho AB Của mình bằng 3 phần 4 Thì tôi sẽ suy được ra DE Chia cho BC Cũng bằng 3 phần 4 Vậy câu A đã được giải quyết xong Câu B, bài toán cho thêm các sự kiện về độ dài. Đó là cạnh BC bằng 8, cạnh AD bằng 6. Nó bắt tính đoạn thẳng DE và BD. Câu B, chúng ta phải tính DE, chúng ta phải tính BD, chúng ta phải tính AB. Mình có cái gì rồi? Có BC. Thì sẽ gắn vào cái tỷ số này Chúng ta có BC Rồi Chúng ta có À Có BC trên D Bằng 3 phần 4 Vậy thầy sẽ tính được DE Có cái tỷ số DE chia cho BC Bằng 3 chia 4 Vừa thầy mới chứng minh được xong Thầy thay số rồi nhá. Vậy suy ra thì có được là DE chia cho BC là 8 bằng 3 chia 4. Vậy thầy có thể dùng cách nhân chéo tích chéo nhưng các con nhầm được ngay đúng không? 6 chia 8 bằng 3 chia 4. Vậy DE của mình bằng 6 cm. Thầy giải quyết được đề tiếp Chúng ta cần tính cái BD Trong cái tỷ lệ này không có BD Chưa tính được Chúng ta cần tính AB AB có chưa? Đây AB và AD Mình có đề bài cho bằng 3 phần 4 Thầy cũng có cái tỷ lệ AD Chia cho AB bằng 3 phần 4 Rồi mình có AD Thay số vào Thì suy ra thì có AD bằng 6 Chia cho AB bằng 3 phần 4 Rồi giống hệt cái kia Vậy cái AB của mình sẽ phải bằng 8 cm 6 mà Bây giờ chúng ta còn một cái cần tính nữa Đó là cạnh BD Nhưng mình chưa biết được Mình chưa có cái tỷ lệ nào liên quan đến BD cả Đúng không? Vậy tại cho chúng ta không thể dùng tỷ lệ để tính được Thì các con nhìn nhá Thì có cái BD thì bằng cái cạnh AB Trừ đi cạnh AD AB mình vừa tính được rồi bằng 8 cm. AD có chưa? AD có chưa? AD đề bài cho bằng 6 cm. Vậy BD thì tính ra được, được bằng 2 cm. Đó, vậy là chúng ta đã tính được cả DE, BD và B. Xong ví dụ 1 rồi, nhưng qua ví dụ 1 này các con phải nhớ cho thầy rằng. Định nghĩa talet, hệ quả của nó rộng hơn nó phát triển ra nó không chỉ có các cặp tỷ lệ mà nó có cả một tam giác có ba cạnh tỷ lệ với ba cạnh của tam giác ban đầu được chưa đây là một cái rất hay và chú ý các con phải nhớ để học tiếp bài sau Nào, cái thứ ví dụ một rồi thầy cho chúng ta tiếp tục sang ví dụ thứ hai Xin chào tất cả các em học sinh thân yêu của cô giáo Diệu Thu. Ngày hôm nay cô hướng dẫn cho chúng mình có thể viết đoạn văn trong một văn bản thuyết minh nhá. Vậy thì trước khi đến tìm hiểu nội dung chính của bài học ngày hôm nay, cô trò mình cùng sang phần một lớn, đoạn văn trong văn bản thuyết minh. Cô có ngữ liệu bài tập số 1 như sau. Bài tập số 1 nhận dạng các đoạn văn thuyết minh. Chúng ta đã biết đoạn văn chính là một bộ phận của bài văn và chúng ta muốn viết tốt đoạn văn là điều kiện để chúng ta có thể viết tốt một bài văn và đoạn văn thì thường gồm hai câu trở lên và nó được sắp xếp với nhau theo trình tự nhất định. À, đọc các đoạn văn thuyết minh sau và chúng ta hãy nêu cách sắp xếp các câu trong đoạn văn. thì sắp xếp các câu trong đoạn văn thông thường có những câu như câu chủ đề, từ ngữ chủ đề và các câu giải thích bổ sung. Lưu ý cho cô như sau ý a nhỏ. chúng mình cùng đọc lên nhá. Thế giới đang đứng trước nguy cơ thiếu nước sạch nghiêm trọng nước ngọt chỉ chiếm 3% trong tổng lượng trong tổng lượng nước trên trái đất. Lượng nước ít ỏi ấy đang ngày bị ô nhiễm bởi các chất thải công nghiệp. Ở các nước thứ ba, hơn 1 tỷ người dân phải uống nước bị ô nhiễm. Đến năm 2025, 2 phần 3 dân số thế giới sẽ thiếu nước. Theo học trò, thì chúng ta thấy rằng đây rõ ràng là một đoạn văn thuyết minh. Đó, vậy thì rõ ràng cái đoạn A ấy, Chúng ta thấy ngay câu chủ đề chính là câu số 1. Và câu số 2 có vai trò cung cấp thông tin về lượng nước ngọt ít ỏi. Câu 3 thì cho biết lượng nước bị ô nhiễm. Câu số 4 thì nêu sự thiếu nước ở các nước thứ ba và câu số 5 thì nêu dự báo đến năm 2025 thì 2/3 dân số thế giới bị thiếu nước. Như vậy toàn bộ từ câu 2 đến câu số 5 thì làm rõ và bổ sung ý nghĩa cho câu chủ đề số 1. Được không nào? Vậy thì từ đây chúng ta nhận xét luôn là các câu sau bổ sung thông tin lan rõ ý câu chủ đề và câu nào chúng ta thấy rằng nó cũng đề cập và nói đến nước, đúng không nào? Chúng mình cùng sang câu B nhé. Ở câu B như sau này. Phạm Văn Đồng sinh năm 1906 và mất năm 2000. Ông là nhà cách mạng nổi tiếng và nhà văn hóa lớn, quê ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông tham gia cách mạng từ năm 1925 và đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Từng là Thủ tướng Chính phủ trên 30 năm, ông là trò và người cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Như vậy, ở đây trích trong ngữ văn lớp 7 tập 2. Ở đây chúng mình cùng trả lời cho cô như sau. Đoạn trên là đoạn thuyết minh, câu chủ đề thì không có. Các từ ngữ chủ đề như sau, đó là Phạm Văn Đầm. Các câu tiếp theo cung cấp thông tin về cố thủ tướng Phạm Văn Đồng theo lối liệt kê các hoạt động đã làm. Được không nào? Chúng mình cùng sang bài tập số 2 nhé. Ở bài tập số 2 chúng ta cùng đọc đoạn văn sau nêu nhược điểm của mỗi đoạn và cách sửa chữa. Chúng ta cùng đọc ý A này. Bút bi khắc bút mực là do nó có hòn bi nhỏ ở đầu ngòi bút khi viết hòn bi lăn làm cho mực trong ống nhựa chảy ra, ghi thành chữ ngoài ống nhựa của vỏ bút bi đầu bút bi có nắp đậy có thể móc vào túi áo loại bút bi không có nắp đậy thì có lò xo so và nút bấm khi viết thì ấn cán bút cho ngòi bút trôi ra khi thôi viết thì ấn nút cho ngòi bút thụt vào như vậy chúng ta có thể trả lời như sau ở đoạn văn A đó là đoạn văn thuyết minh về chiếc bút bi bộ phận bên ngoài vỏ bút thường làm bằng nhựa màu hoặc là nhựa trong suốt, và trên vỏ bút có ghi tên hãng sản xuất. Đầu vỏ bút thì thường có nắp đậy và chúng ta có thể móc vào túi áo. Không có nắp đậy thì có lò xo so và nước bấm. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng có thể gì ạ? Sắp xếp nó đúng không ạ? Theo cái trật tự nhất định. Và ruột bút bi là bộ phận quan trọng nhất là một ống nhựa nhỏ trong đó có bơm sẵn mực. Đầu ruột bi là ngòi bút, ngòi bút là bằng kim loại trong đầu có gắn một viên bi nhỏ xíu. À, đúng không ạ? Chúng mình cùng sang một đoạn văn nữa là đoạn văn B nhé. Nhà em có chiếc đèn bàn, đèn bàn có một ống thép không dỉ thẳng đứng, trên gắn một cái đuôi đèn, trên đó lắp một bóng đèn 25 w Dưới ống thép là đế đèn được làm bằng một khối thủy tinh vững chắc. Trên bóng đèn có trao đèn làm bằng vải lụa, có khung sắt ở trong và có vòng thép gắn vào bóng đèn, ống thép rỗng, dây điện lồng vào trong đó, trên đế đèn có công tắc để bật đèn hoặc tắt đèn rất tiện lợi. Đây là một trong những bài làm mẫu của học sinh đấy. Chúng ta lưu ý ở đây mình có thể trả lời như sau. Đoạn văn thuyết minh về chiếc đèn bàn và đế đúng không ạ? Và ở đây thì đã đưa ra một số những bộ phận của chiếc đèn bàn như là đế bàn này hay là thân đèn là một ống thép bên trong ruột rỗng đúng không ạ? Có lồng dây điện, bóng đèn, đuôi đèn, trao đèn. Đó và từ đây chúng mình có thể rút ra một số những phần lưu ý à, trọng tâm mà và cần như, lưu ý như sau này khi viết bài văn thuyết minh thì chúng mình cần phải xác định các ý lớn và mỗi một ý lớn thì chúng mình viết thành một đoạn văn cho cô giáo thị thu nhé thứ hai là chúng ta khi viết đoạn văn thì chúng ta cần phải trình bày rõ ý chủ đề của đoạn văn và tránh lẫn ý của các đoạn văn khác Ý nữa là các ý trong đoạn văn này chúng mình cần phải sắp xếp theo trình tự cấu tạo sự vật Trình tự nhận thức từ tổng thể đến bộ phận Từ ngoài vào trong, từ xa đến gần Trình tự diễn biến sự việc trong thời gian trước sau Hay trong trong tiểu tự chính phụ Cái chính nói trước, cái phụ nói sau nhé Cô tin rằng là với phần gợi ý của cô trong quá trình chúng ta trình bày và viết một đoạn văn thì hoàn toàn các bạn học sinh có thể làm tốt phần luyện tập đúng không nào? Toàn bộ gợi ý đáp án phần luyện tập cô đã có trong file đính kèm dưới video clip này. Các bạn học sinh hãy tự làm bài tập, sau đó mở đáp án ra để tham khảo nhé. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã chú ý lắng nghe theo dõi video clip này. Cô giáo Thiện Thu và Tô Ly Ha hẹn gặp lại tất cả các em trong những video clip bài giảng gần nhất. Xin chào!